Chúng ta thấy rằng tình hình COVID-19 tại nhiều địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp và khi mà các ca cá F0 tăng nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn thì Sở Y tế Hà Nội đã có công văn khẩn gửi 22 trung tâm y tế quận huyện và 5 bệnh viện đó là Tâm thần, Thanh nhàn, Phổi, Đống Đa, Hà Đông phân bổ hơn 400.000 viên Monopiravir 200mg để điều trị COVID-19. Sở Y tế đề nghị giám đốc các đơn vị theo danh sách phân bổ thuốc Monopiravir khẩn trương tiếp nhận thuốc, triển khai cấp phát cho F0 đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung, điều trị và tại nhà, tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng, làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và cán bộ y tế. Cập nhật ngay dữ liệu điều trị lên hệ thống đúng các quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc Monopiravir của Bộ Y tế.